Đoạn camera hành trình dưới đây được trích xuất từ 9 chiếc xe ô tô đâm nữ sinh sang trọng đường. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 31 trưa ngày hôm nay ngày 24 tháng 10, thời điểm này trên đường mật độ giao thông ở mức trung bình. Trong đoạn camera hành trình, ở đoạn giao cắt đầu tiên, tài xế đã chạy khá nhanh 65 km/h và may mắn tránh được một loạt các phương tiện. Nhưng đến đoạn giao cắt thứ hai, tài xế vẫn giữ nguyên tốc độ, không quan sát và thành quả là tài xế đã đâm trúng một nữ sinh đi xe đạp điện sang trọng đường. Phóng xe gì mà nghe vậy? Chạy qua đoạn giao cắt mà không quan sát, không giảm tốc độ, thành viên Liên Thành bình luận. Không rõ ràng bé bỏng nữ sinh có ý tình trạng sức khỏe sao rồi. Theo dõi clip mà nghe quá, tài xế phóng xe như chỗ không người vậy. Thành viên Minh Tuấn bình luận. Phóng xe với tốc độ cao, ô tô hất tung nữ sinh lên nắp cabo. Nguồn clip: